chào các bác nhé, em test bộ Quest 4 Slim Hack cho các link ở trong phiên giang, em bác hãy cọc trước giúp em được. Bộ này là firmware của nó là 6.72 và ổ cứng mặc định của nó là 500GB, nhưng mà em đã nâng cấp lên 1T rồi, bác yêu cầu nâng cấp lên 1T, em nâng cấp 1T rồi. Đấy, máy đây, con này nguyên tem void, chưa bung biết gì đâu. Và bác lấy thêm một tay nữa nhé, là hai tay, tổng là hai tay. Đây, còn dán tem bảo hành của em. Dây dợ thì đầy đủ cho bác nhé. Đây là dây HDMI này. Đây là dây nguồn này. Còn cái dây xanh này sẽ là dây sạc cho tay này. Đấy, khi mà tay hết pin thì bác cắm vào đây. Xong cái cổng này có thể cắm vào cổng cục sạc của điện thoại được. Đấy, hoặc là cắm lên máy cũng được. Cắm lên máy thì bạn phải bật máy, cắm vào cục sạc điện thoại. PS4 này hỗ trợ sạc bằng cục sạc điện thoại. Không như PS3 bắt buộc phải bật máy lên mới cho sạc. Đấy. Bây giờ em hướng dẫn bác cách lắp đặt cũng như cách bật hack nha. Đây. Ở đằng trước thì nó sẽ có phím bật nguồn này. Phím bên cạnh phím ra đĩa này, cái khe nhé, đĩa nó đây. Con này hack nhưng mà vẫn sẽ chơi được đĩa, bác mua đĩa về vẫn chơi được bình thường nhé. Có hai cổng USB đằng trước này để sạc pin tay hoặc là gắn ổ cứng game bên ngoài. Đó, đấy là đằng trước. Đằng sau đây là cổng nguồn này. Cổng AUX mình không dùng này. Cổng HDMI này. Xuất hình ảnh TV đấy. Cổng mạng, nhưng mà con này hack thì bác đừng kết nối mạng nhé. Không kết nối mạng, kết nối mạng nó sẽ update firmware và nó bắt hack ấy. Đây, con này tem void vẫn còn nguyên, tem bảo hành của em dán đè đây không. Đấy, đấy là cái phần kết nối. Bây giờ sẽ bật lên xong hướng dẫn bắt hack như nào, dùng máy như này, dùng máy hack. Nói chung thì em có nhiều video đó, video này nó giống nhau mà. Nhưng mà video này em vẫn sẽ làm lại để một là hướng dẫn bắt hack, thứ hai là quan trọng là test cái máy bắt nguồn, dùng cái máy của bác. Còn bạn xem các cái video khác nó cũng giống nhau thôi. Quan trọng là mình phải test luôn cái máy này bác. Đấy rồi, bật máy thì bác cũng một là bấm phím nguồn đây, hai là bấm phím PS ở trên tay này. Đấy, nó cũng sẽ bật máy. Rồi. Đây, game thì em đã tải theo yêu cầu của bác nhé. Có một hai game không có đâu, nhưng gạo cứng đầy rồi. Đó. Tất cả game này. Đây, em xem thông tin của máy trước này. Ở đây em muốn chọn phần cài đặt này. Tích là chọn nhé. Tích là chọn, O là back bác nhé. Đầu tiên là xem phần firmware này, hệ thống này. Thông tin hệ thống này. Đó, firmware con này là 6.72. Đây, nhớ đây, 1TB, mặc định của nó 500 nhưng bác nâng lên 1T, em đã nâng lên 1T rồi. Đấy, nó chỉ nhận 861.4GB thôi và đã gần đầy đủ rồi, chỉ còn chống một ít thôi. Cái để chống này để khi bác chơi game bác còn save game nha, lưu game các thứ nữa, không có full được đâu, full là nó sẽ lỗi đấy. Rồi, và phần mạng thì bác tuyệt đối không kết nối mạng nhé. Em sẽ không hướng dẫn bác cách kết nối mạng bằng wifi và bác cũng không cắm dây mạng nhé. Kết nối mạng là nó sẽ có bản cập nhật mới, nó sẽ update về là mình bắt hack ấy. Ở đây em đã tắt cái chức năng tự động tải về rồi, em tắt hết rồi, nhưng mà cũng không nên kết nối mạng bác nhé. Để giữ cái firmware này, firmware bật hack rất là dễ. Rồi, game đây. Cả game như em bảo là tải theo yêu cầu của bác nhé. Được chưa? Đấy, khi mà bật máy lên mình chưa bật hack thì game nó sẽ có hình cái khóa này, không được chơi đó. Đấy, bấm chọn game này. À đây, đi lần đầu tiên vào nhé. À,
yêu cầu cập nhật trên màn hệ thống nhé. Thì mình báo hủy nhé, không cập nhật nhé. Không cập nhật. Là khả năng cái game này nó cần phải thông qua 7.5. Thử game khác đi. Đây, game này thôi. Cập nhật nha. Cái này là mình chưa bật hack thì nó sẽ báo lỗi bản quyền. Rồi bỏ qua, bây giờ mình sẽ phải bật hack đã. Bật hack trước đã, xem mấy cái game này nó như này. Bật hack thì bác vào đây, vào cái phần tìm kiếm internet này. Và chữ W ấy. Bấm vào nó. Nó sẽ load, nó sẽ tự động load cái trang hack này. Đây, nó sẽ load vào cái giao diện này. Thì sau đó bạn sẽ chọn cái option này. Spoiler cộng với đoạn Golden Hand. Đấy, bấm vào nó. Và đợi nó bật hack này. Đấy, khi mà nó ra cái pop-up này, ba cái pop-up này thì là bật hack thành công. Đấy, ok chưa? Đấy, nó báo này PS4 Giant Black này, 6.72 này, lay load này, load the success query này, nó đã thành công, bật hack thành công. Và bác nhìn này, ở đây nó đếm cái số lần bật hack thành công và thất bại này. Success là 3 này, và fail là 0, tức là nó chưa sập nguồn lần nào. Thì nói chung là cái firmware 6.72 này thì bật hack nó rất là dễ, không như các cái firmware cao hơn. Ok, sau khi bật hack thành công rồi thì bác bấm cái phím P này thôi để bác ra ngoài màn hình chính để chơi game. Yeah, bây giờ thì game nó sẽ một lúc sau nó sẽ mất cái khóa đi, nhưng mà mình có thể vào chơi được rồi. Rồi bây giờ em thử vào lại cái game này xem nào. Đấy, game này nó mất khóa rồi này. À đấy, vào lần vua, tức là mình phải bật hack lên. Bác lưu ý là đừng có nó hỏi cập nhật gì thì không cập nhật nhé, bấm hủy bỏ giả sử nó có hỏi. Đấy, chẳng may là mình bấm cập nhật lần sau có kết nối mạng, cái nào nó download về nó cập nhật là nó mất hack ấy. Game này nó sẽ giới thiệu game rất là lâu rồi. Muốn awesome để continue. Được chưa? New game này. Select it, select it. Đây, chọn cấp độ này. Easy, normal và hard này. Normal. Đấy, game thì bác tự nghiên cứu nhá. Em ít chơi game nên không dành lắm từ game một đâu. Rồi phát game bác giữ gì thì bé này.
Đây, sẽ lì một vé xong rồi chọn đóng ứng dụng thoát lên. Ok. Rồi, thử cái game này xem nào. Còn được công ty này. Đấy, nó sẽ không còn cập nhật nữa. Tức là mình bật hack lên thì nó mới không hỏi được vấn đề đấy. Thì là bằng tiếng Việt nhé, bản Việt hóa luôn đấy, bình luận tiếng Việt. Bấm mở để bật tay lên, bấm prepare để bật tay lên. Thì khi bật bật tay lên nó sẽ hỏi là chọn user nào, thì bác sẽ chọn sang user tay 2 nhá. Đấy, chọn user tay 2, đừng chọn user 1 nữa. Chọn user 1 thì là cái tay này nó sẽ bị đẩy ra đấy, mất kết nối đi. Mình sẽ chọn khác user đi, chọn user tay 2 thì hai tay nó sẽ kết nối với máy. Đây, một cái màu xanh, một cái màu đỏ nhá. Ok. Đấy, thì ở đây ví dụ như chơi hai người thì cái tay hai này, tay màu đỏ này sẽ chuyển sang bên này, nó sẽ đấu đối kháng với nhau nhé. Còn nói thì ở giữa này thì chỉ có tay một đấu với máy thôi. Còn ví dụ hai tay của một bên này thì là hai tay điều khiển một độ, hai người điều khiển một độ, điều khiển chung một độ. Đấy. Bắt đầu luôn. Rồi. Đấy, mình chọn tiếng Việt đấy, phát game này. Đóng ứng dụng. Ok. Đấy nhá. Còn một cái game Việt hóa nữa, đó là cái God of War này. God of War này, God of War 4 này. Việt hóa nhá.
đấy, được chưa? Việt hóa này, Việt hóa nó chỉ có sắc tiếng Việt thôi, để đấy, nó hướng dẫn bằng tiếng Việt rồi, nhấn R1 rồi vu gì đây, R1 đây, R1 đánh phím này nha bác nhé, đây R1 đây đó, này chắc bác cũng biết chơi rồi. Rồi ok. Đấy, cách chơi là như thế bác nhé. Đấy, bác lưu ý là khi phải bật máy lên là phải bật hack, vào đây bật hack. Rồi, cái game này sẽ không test nhé, test một vài game thôi. Chúng tôi không làm một thời gian. Rồi tắt máy thì bác lên chọn nguồn này. Muốn chọn tùy chọn nguồn này. Và chọn tắt nguồn cái 4. Đấy, con này thì bật hack dễ, không cần phải để chế độ nghỉ nữa, nó tắt luôn, đỡ tốn điện. Đấy. Ok chưa? Đã em ship bộ này cho bác Linh ở Kiên Giang nhé. Bác nào có nhu cầu thì cứ comment phía dưới video giúp em, hoặc là inbox Zalo, Facebook ở trong cái phần mô tả video ấy. Đấy, hoặc là có cái dòng chữ số điện thoại của em nó chạy dưới màn hình ấy. Thì bạn nào có nhu cầu thì cứ inbox nhé. Các bác nhớ ủng hộ kênh của em. Cảm ơn các bác đã theo dõi.